Sau sự thành công của Mitsubishi Xpander thì Mitsu đang cực kỳ thành công với một mẫu xe khác tại thị trường Việt Nam, thị trường đầu tiên mà bán tay lái thuận, và tên của mẫu xe này là Mitsubishi X-Force. Kể từ thời điểm ra mắt đến nay thì nó luôn nằm trong top 10 mẫu xe bán chạy nhất, và thậm chí có những thời điểm nó vươn lên sát top 3 anh em nhá. Với cái mẫu xe X-Force này thì có thể nói là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên anh em ạ. Phải nói là nó thiết kế quá đẹp, quá thể thao, cực kỳ phong cách, mạnh mẽ, và lái thì cũng rất hay, mặc dù là cái thông số kỹ thuật thì nó không đáng kể so hơn bao nhiêu với những đối thủ cùng phân khúc như là Honda HR-V này, Creta, Kia Seltos hay là Yaris Cross. Nhưng thực sự khi mà cầm lái mẫu xe này hay là chui vào trong xe để tận hưởng cái khoang không gian nội thất thì phải nói gần như 100% mọi người đều cực kỳ cảm thấy lạ, ấn tượng và hài lòng với X-Force. X-Force tại Việt Nam sẽ có 4 phiên bản anh em nhé, và phiên bản thấp nhất là GLX, thứ hai là phiên bản XS, thứ ba là Premium, và gần đây nhất mới ra mắt đấy là phiên bản Ultimate. Giá bán lần lượt là 599, 640, 680 và 705 triệu. Phải nói đây là một cái phân khúc giá cực kỳ cạnh tranh luôn anh em ạ. Và giá của X-Force gần như đang hỗ trợ tốt nhất của cái phân khúc CUV hạng B tại Việt Nam, nơi cực kỳ là đông đúc những cái đối thủ đến từ cả Hàn, cả Nhật, cả Toyota, cả Honda, cả Mazda. Nhưng thực sự là Mitsubishi X-Force biết cách để vượt lên trên tất cả. Tôi là một người mà trải qua rất nhiều những cái mẫu xe review rồi lái thử rồi xem rồi mua bán xe cũ, nhưng tôi phải đúc kết là khi nhìn thấy X-Force thì thật sự là cá nhân tôi muốn xuống tiền ngay lập tức anh em. Đấy là lý do tại sao mà mẫu xe này nó bán tốt đến mức như vậy luôn. Mà cái mẫu xe X-Force này nó có rất nhiều những cái vũ khí để cạnh tranh trong phân khúc. Điển hình ví dụ như là kích thước. Kích thước của X-Force nó rộng hơn, cao hơn và dài hơn hầu hết tất cả các đối thủ trong phân khúc. Chiều dài cơ sở cũng lớn nhất phân khúc, nhưng mà vòng quay tối thiểu, dễ quay đầu lắm thì nó lại thấp nhất phân khúc. Ngoại hình rất là đẹp, bo gân góc cạnh các kiểu luôn. Ngoại hình lại còn hai tông màu nữa và nhìn ấy thì nó cực kỳ hợp với anh em nam giới. Với cái mẫu xe X-Force này còn một cái rất hay nữa mà nó cực kỳ phù hợp thị trường Việt Nam, đấy là cái khoảng sáng gầm. Khoảng sáng gầm của X-Force là 222 mm, trong khi ấy, tất cả các đối thủ ở cùng phân khúc nó chỉ loanh quanh ở cái mức khoảng 180 đến 210 mm thôi. Thế mới biết là nghiên cứu thị trường rất kỹ, sau đó thì mới tung ra cái phương án sao cho nó phù hợp nhất. Với Ford này thì chúng ta sẽ có rất nhiều thứ để nói tùy từng phiên bản. Nhưng cái phiên bản mà ấn tượng nhất có lẽ chính là cái phiên bản GLX, mặc dù là phiên bản rẻ nhất nhưng mà mức giá thành thì cực kỳ dễ tiếp cận anh em nhé. Bây giờ thì mọi người hãy cùng với Nghĩa, chúng ta hãy cùng rà lại toàn bộ những cái phần giá của bốn phiên bản này để xem cái mức giá niêm yết như vậy thì lăn bánh trả góp và khuyến mại như thế nào. Mời cả nhà cùng xem hết video nhé. Đầu tiên, rẻ nhất nó sẽ là phiên bản X-Force GLX anh em nhé. Giá niêm yết sẽ là 599 triệu, và nếu anh em mua xe qua kênh của mình ấy, thì giá thanh toán thực tế chỉ còn có 562 triệu thôi, tức là giảm thêm 37 triệu trên hóa đơn. Ngoài ra thì anh em sẽ được tặng thêm 1 năm bảo hiểm thân vỏ nhá, trải sàn da, phiếu bảo dưỡng và mô hình xe. Lăn bánh tại Hà Nội thì sẽ là 659 triệu, tại Sài Gòn là 647, tại các tỉnh thành thuế 12% là 639 và tại tỉnh thuế 10% là 627 triệu. Với phiên bản này nếu anh em vay thì sẽ được vay tối đa là 450 triệu, tức là tương đương với 80%, thời gian vay tối đa là 8 năm. Chuẩn bị trước giúp mình loanh quanh khoảng 200 triệu là đã có thể sở hữu xe rồi, và hàng tháng thì trả cả gốc cả lãi loanh quanh khoảng tầm 8 triệu anh em nhé. Dĩ nhiên là gốc thì sẽ cố định và lãi thì sẽ giảm dần theo dư nợ gốc. Phiên bản thứ hai là phiên bản X-Force XS, giá niêm yết là 640 triệu và sẽ giảm thực tế chỉ còn 600 triệu thôi. Lăn bánh tại Hà Nội là 702, tại Sài Gòn là 689, tại cái tỉnh thành thuế 12% là 682 và tại thuế 10% sẽ là 669 triệu. Nếu vay trả góp thì anh em sẽ được vay tối đa là 480 triệu trong vòng 8 năm. Ở Hà Nội thì chuẩn bị trước giúp mình khoảng 235 triệu, còn tại tỉnh thì khoảng 200 triệu. Tiền gốc cố định hàng tháng sẽ là 5 triệu, tiền lãi nó sẽ rơi vào khoảng tầm 3,6 triệu và tiền trả hàng tháng thì khoảng 8,6 triệu anh em nhé. Dĩ nhiên là vẫn gốc cố định và lãi giảm dần theo dư nợ gốc. Phiên bản thứ ba là phiên bản X-Force Premium. Giá niêm yết là 680 triệu và anh em sẽ được giảm thêm 28 triệu nữa, giá bán thực tế chỉ còn 652 triệu thôi. Lăn bánh tại Hà Nội sẽ là 759, tại Sài Gòn là 745, tại các tỉnh thành thuế 12% là 739 và tại thành thuế 10% sẽ là 725 triệu.
anh em sẽ được vay trả góp tối đa là 522 triệu, tương đương với 80%, và chuẩn bị trước giúp mình khoảng tầm từ 217 cho đến 251 triệu tùy vào anh em ở Hà Nội hay ở các tỉnh thành, và tiền trả hàng tháng của anh em nó sẽ rơi vào khoảng tầm 9 triệu anh em nhé. Phiên bản cuối cùng là phiên bản Xford Ultimate. Đây là phiên bản cao nhất mới ra mắt và đang cực kỳ hot, thế nên là đang không có khuyến mại từ đại lý anh em nhé. Anh em sẽ thanh toán đúng và đủ số tiền là 705 triệu theo mức giá niêm yết, không có bia kèm lạc gì hết. Và lăn bánh tại Hà Nội sẽ là 815 triệu, tại Sài Gòn là 801, tại các tỉnh thành thuế 12% là 795 và tại thành thuế 10% sẽ là 781 triệu. Vay tối đa sẽ là 564 triệu trong vòng 8 năm, tức là tương đương với 80%, và hàng tháng thì mình sẽ trả khoảng tầm 10 triệu cả gốc cả lãi anh em nhé. Như vậy là mình vừa show cho anh em về cái dòng xe Xford của Mitsubishi, một trong những cái dòng xe đang bán cực kỳ hot tại thị trường Việt Nam ở thời điểm hiện tại, gần như là top đầu tiên ở trong cái phân khúc khoảng 600 triệu nếu mà anh em nghĩ đến việc mà mua một chiếc xe mới. Thực sự trong tầm tiền khoảng 600-700 thì bây giờ Xford họ đang làm quá tốt, từ thiết kế, từ công nghệ, từ kiểu dáng, từ an toàn, từ option, và đặc biệt là gần như không có gì để chê về những cái tùy chọn cũng như là cái chương trình bán hàng ở thời điểm hiện tại. Nếu anh chị em nào đang quan tâm về dòng xe này thì có thể liên hệ trực tiếp với số hotline mình đính kèm trên video, hoặc là nếu anh chị em nào cần hỗ trợ thêm về các dòng xe khác thì có thể liên hệ trực tiếp với hotline ở trên video, hoặc là có thể comment xuống phía dưới video này, mình sẽ ngay lập tức lên video để trả lời lại cho anh em nhé. Cảm ơn anh chị em rất nhiều và hẹn gặp lại anh chị em ở những video tiếp theo.